chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương của Đài Truyền thanh Truyền hình Di Linh, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trang địa phương kỳ này chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn nội dung sau đây: phóng sự hiệu quả phát triển kinh tế gia trại trang trại ở Di Linh. Tiếp theo đó là gương người tốt việc tốt, người cán bộ tận tâm với công việc và cuộc sống cộng đồng. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, đất đai và nguồn lao động, những năm gần đây, huyện Di Linh đã tập trung vận động nhân dân phát triển kinh tế các mô hình gia trại, trang trại theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung nhằm góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người dân. Do đó, cùng với nhiều địa phương khác trong tỉnh, kinh tế gia trại, trang trại ở Di Linh đã có những bước phát triển mạnh mẽ, góp phần tích cực trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phân bố lại lao động và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Cũng như nông dân ở các xã trên địa bàn huyện Di Linh, trước đây ông Vũ Văn Bằng chủ yếu chuyên canh 2 hectare cà phê tại xã Hòa Nam. Năm 1997, ông đã đầu tư mở rộng diện tích đất sản xuất ở các xã Hòa Bắc, Hòa Ninh. Sau thời gian trồng thử nghiệm cây sầu riêng trong vườn cà phê có hiệu quả, ông Bằng đã phá toàn bộ 10 hectare cà phê để trồng chuyên canh cây sầu riêng. Qua quá trình canh tác, ông Bằng nhận thấy so với cây cà phê thì sầu riêng thuận lợi hơn nhiều khâu từ chi phí đầu tư, chăm sóc và thu hoạch. Do đó, ông đã quyết tâm phát triển diện tích vườn sầu riêng của gia đình. Đến nay, với 17 hectare chuyên canh cây sầu riêng, mỗi năm ông Bằng thu nhập 16 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trang trại của ông Bằng còn tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động của địa phương, với thu nhập bình quân 4 triệu đồng trên người trên tháng. Ngày xưa thì cũng có lần mình đi chợ mua tự do một vài cây. Thế là thấy tự nhiên nó có cái kết quả, nó ra quả này. Từ đấy mình cứ mơ ước hoặc là mình cứ suy luận, nó dễ này, tự nhiên nó có nhiều trái thế này. Đấy, một diện tích của một cây thế này đấy, mà giá cả thế này, thế từ đấy là mình nghĩ ra thôi. Nhưng mà thấy 10.000 mà mình thấy cây này mà sao lúc năm nào nó cũng có mấy tạ, thế từ đấy mà một cái diện tích nó chỉ có bằng đó thôi. Thế là bắt đầu từ đó là mình mới nghĩ vậy là nếu một cái diện tích lớn thì nó sẽ được bằng này. Thế làm đâu là mình cứ suy luận đến đó, tức là làm đâu là coi như mình cũng áp dụng với cái kiến thức thực tế của mình thôi. Mặc dù kinh tế gia đình ổn định, nhưng cựu chiến binh Đặng Công Định ở thôn Tân Lạc 2, xã Đinh Lạc vẫn luôn chăn trở làm sao có thể nâng cao thu nhập, làm giàu cho gia đình. Nhận thấy con bò sữa cũng thích nghi với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng ở địa phương, nên ông quyết định đi tham quan học hỏi mô hình này để áp dụng vào phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, gia đình ông đã có tổng số 20 con bò sữa, trong đó có 10 con đang cho sản phẩm 200 lít sữa trên ngày và được trạm thu mua sữa bò của công ty Vinamilk bao tiêu thụ sản phẩm. Trừ chi phí thức ăn, tinh bò và nhân công, mỗi năm ông Định thu lợi nhuận gần 750 triệu đồng từ tiền bán sữa, bò giống, nguồn phân bón. So với lại làm cây công nghiệp mà cây cà phê thì hiệu quả kinh tế bò sữa nó gấp 4 lần so với mình trồng cà phê. Thế cũng trên một sào đấy mà mình trồng cỏ nuôi bò, tăng thêm vốn để nuôi bò thì nó hiệu quả, năng suất nó hơn. Từ chi phí thì mình lợi sữa này, thế còn thứ hai nữa là lợi con tăng đàn này, thứ ba nữa là lợi phân để chăm sóc cây trồng cây nông nghiệp. Di Linh sở hữu tiềm năng về đất đai khá rộng lớn, với tổng diện tích tự nhiên hơn 161.000 hectare, trong đó đất sản xuất nông nghiệp trên 67.200 hectare. Những năm qua, xác định phát triển sản xuất nông nghiệp là trọng tâm, huyện Di Linh đã khuyến khích người dân phát triển kinh tế từ mô hình sản xuất trang trại, gia trại gắn với an toàn dịch bệnh, đưa những cây con có giá trị kinh tế cao và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Để tạo điều kiện cho người dân đầu tư phát triển kinh tế trang trại, huyện Di Linh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nông dân về quỹ đất, vay vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giúp các chủ trang trại, gia trại nắm vững kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm áp dụng vào thực tế. Như vậy, đến nay, trên địa bàn huyện Di Linh đã có 218 trang trại sản xuất nông lâm, chăn nuôi thủy sản, trong đó 152 trang trại trồng trọt, 32 trang trại chăn nuôi,
và 6 trang trại tổng hợp. Tổng số vốn đầu tư phát triển trang trại trên địa bàn huyện là 185 tỷ đồng. Việc phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại không những giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo mà còn thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện phát triển theo hướng bền vững. Trên địa bàn chúng tôi xuất hiện rất nhiều các mô hình phát triển kinh tế như là kinh tế trang trại, kinh tế trồng giống bơ mới, giống bơ như là giống bơ bút và bơ hắc của giống bơ mới, có những trang trại tới gần 20 hectare giống bơ mới, trồng xen canh sầu riêng giống mới cho thu hoạch với cái thu hoạch rất cao. Từ những chủ trương đúng đắn đến các giải pháp thực hiện đồng bộ hợp lý nên kinh tế trang trại của huyện Di Linh đã có sự chuyển biến rõ nét, tạo ra những sản phẩm kinh tế có giá trị cao cho ngành nông nghiệp, giúp tăng thu nhập cho người dân, góp phần vào chương trình giảm nghèo bền vững của huyện. Nhiều hộ dân trên địa bàn huyện đã đầu tư phát triển trang trại, chăn nuôi gia súc, gia cầm, đem lại hiệu quả kinh tế cao, với mức thu nhập bình quân hàng năm mỗi trang trại đạt khoảng 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các trang trại, gia trại còn góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho 800 lao động và trên 1.000 lao động thời vụ, với thu nhập bình quân khoảng 4 triệu đồng trên người trên tháng. Đây là động lực giúp các xã của huyện Di Linh hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống của người nông dân. Thì tiếp tục phát triển các cái mô hình chăn nuôi đặc sản mà Di Linh có thế mạnh, như là chăn nuôi về heo đồng bào, mô hình heo đồng bào, mô hình gà đồi, vân vân, và một số mô hình có hiệu quả. Cái vấn đề tiếp theo của cái giải pháp về phát triển được đó là cái vấn đề về phát triển sản xuất, tổ chức lại sản xuất, nâng cao được cái giá trị chất lượng sản phẩm và tạo ra đầu ra cho sản nông sản. Thứ nhất là phải xây dựng được các cái sản phẩm chủ lực của địa phương, như cà phê, như các sản phẩm được cấp giấy chứng nhận về chứng nhận Việt Gáp. Có thể nói mô hình kinh tế trang trại, gia trại trên địa bàn huyện Di Linh đã và đang đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Chính vì vậy, chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại để tương xứng với tiềm năng của địa phương nhằm tạo nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa toàn diện, bền vững đã và đang được cấp ủy chính quyền huyện Di Linh quyết tâm thực hiện. Tuy nhiên, để kinh tế trang trại trên địa bàn phát triển tương xứng với tiềm năng thế mạnh của địa phương, đòi hỏi các cấp các ngành của huyện phải xây dựng kế hoạch, quy hoạch, rà soát các gia trại, trang trại cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Trên cơ sở đó, thực hiện các giải pháp đồng bộ, lâu dài, chính sách hợp lý nhằm khuyến khích các loại hình trang trại, gia trại phát triển bền vững, đồng hành cùng quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, ông Nguyễn Văn Hương, trưởng thôn 3 xã Tân Lâm, luôn mẫu mực phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cán bộ cơ sở trong việc vận động người dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Không những thế, ông Hương còn là một trong những tấm gương điển hình của huyện Di Linh trong công tác thiện nguyện xã hội. Trong những năm qua, ngoài việc chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông Nguyễn Văn Hương còn luôn tận tâm, tận tụy với cuộc sống cộng đồng, là tấm gương sáng trong việc hỗ trợ, giúp đỡ những hộ nghèo tại địa phương. Bên cạnh việc vận động bà con chú trọng chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, ông Hương còn hỗ trợ về vốn, giống cây trồng, phân bón, kiến thức khoa học kỹ thuật lẫn kinh nghiệm sản xuất cho người dân. Tính riêng từ năm 2016 đến nay, ông Nguyễn Văn Hương đã hỗ trợ những hộ có hoàn cảnh nghèo khó 80 triệu đồng xây dựng 3 căn nhà đại đoàn kết và xóa nhà tạm. Hỗ trợ gần 16 triệu đồng làm cống thoát nước, đoạn đường qua thôn 4, hỗ trợ 8 chiếc xe đạp, 1.200 cuốn vở cho học sinh nghèo với trị giá 31,2 triệu đồng. Cùng với đó, ông Hương đã hỗ trợ 14 triệu đồng xây dựng hộ trường thôn 6, trường tiểu học và tiền Tết cho hộ nghèo. Và mới đây, ông Hương còn hỗ trợ 350 phần quà Tết Trung Thu cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Chị Phan Thị Huyền vui mừng cho biết, nhờ có ông Hương hỗ trợ một phần kinh phí để xây nhà,
mà đến nay gia đình chị đã có điều kiện an cư lập nghiệp, vươn lên thoát nghèo. Từ trước đến giờ là cũng rất là khó khăn, nhà thì có mấy xào đất vậy thôi, thì là khó khăn nhất là ngày xưa ở trong đó đó, cái đường nó đi nó cực khổ lắm. Thế là bắt đầu là cũng bác trưởng thôn đây cũng giúp cho để ra đây để mình có cái điều kiện cho con cái ăn học đi, cho nó dễ lại, đường đi cho nó dễ lại thoải mái, thì là thôi thì cũng cảm ơn bên chính quyền ở xã Tân Lâm với lại chú trưởng thôn đây là cũng là trưởng thôn của xã thôn 3 xã Tân Lâm là cũng trợ giúp cho nhà một số vấn, nên là cũng cố gắng để làm cái nhà cho cháu ra đây để ăn học. Bây giờ thì con cái là nó có cái đi lại lại rồi, thì bây giờ là định hướng của em là thôi cũng ra đây là được cái là thoải mái, là không phải đưa con đi lại lại nữa, thì mình có cái đấy để mình động lực lên, để mình có sức khỏe mình làm, để mình phấn đấu để mình trang trải ba cái lợn lần từ trước đến giờ. Bằng lương tâm và trách nhiệm, với tình thương dân gắn bó nhiều năm với người dân Tân Lâm, nên ông Hương đã không quản ngại khó khăn, dành thời gian, công sức cho công tác xã hội từ thiện nhân đạo. Ông Hương chia sẻ, khi vận động vào việc gì, mình phải thực hiện đúng mục đích và mang lại hiệu quả thiết thực. Từ đó, mọi người có niềm tin và sẵn sàng ủng hộ. Thực hiện cái phương châm là lá lành đùm lá rách, là chia sẻ mọi khó khăn ở trên cái địa phương. Những người có những cái hoạn nạn, có những cái mà khó khăn đó mà chúng tôi có những cái lòng để chia sẻ cùng mọi người để trong cuộc sống, để mà nhân rộng phong trào để cho những người khác họ noi theo, và để là tất nhiên ngày được phát triển là được nhiều tấm lòng nhân từ để giúp đỡ cho địa phương. Phát huy vai trò của người trưởng thôn, ông Nguyễn Văn Hương luôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất để xây dựng thôn ba, không những phát triển về kinh tế xã hội mà còn đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thời gian vừa qua, ông Hương đã đầu tư 15 triệu đồng làm đường điện thắp sáng với chiều dài 500 mét, lắp 2 camera an ninh giúp người dân đi lại dễ dàng và bảo đảm an ninh trật tự trong thôn. Ông Hương là một người đứng đầu, gương mẫu. Mọi những cái sự việc ở trong thôn đều coi như tạo điều kiện giúp đỡ thôn và bà con. Thì nói chung trong vừa qua, mấy năm vừa qua thì cũng làm được nhiều việc lớn trong thôn. Thứ nhất là làm việc từ thiện, rồi cũng ủng hộ các gia đình với khó khăn, làm những căn trong điều kiện lúc khó khăn thì cũng tạo điều kiện để các hộ cũng làm được căn nhà để coi như an cư lập nghiệp. Những việc làm tốt đẹp của trưởng thôn Nguyễn Văn Hương đã góp phần cùng cộng đồng chăm lo đời sống cho những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, và cùng với cấp ủy chính quyền xã Tân Lâm thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Ông Nguyễn Văn Hương thật sự là tấm gương sáng về hình ảnh người cán bộ gương mẫu, tận tâm, tận tụy với công việc và hết lòng vì cuộc sống cộng đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang địa phương của Đài Truyền thanh Truyền hình Di Linh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.